Chào mừng quý vị và các bạn đến với phiên cập nhật giá vàng sáng ngày thứ năm, ngày 4 tháng 2 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, xóa hết thành quả của các phiên tăng mạnh đầu tuần. Và đặc biệt, giá vàng trên thế giới đã đảo chiều với tốc độ khá mạnh và đây cũng là nguyên nhân kéo theo giá vàng ở trong nước đồng loạt giảm trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Và trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam. Nối tiếp đà giảm từ đầu phiên, giá vàng trên thế giới tiếp tục thủng ngưỡng 1850 USD trên một ao và trong sáng ngày hôm nay tiếp tục giảm về ngưỡng 1834 USD trên một ao. Và hiện nay giá vàng trên thế giới theo quy đổi ra tỷ giá đồng đô la Mỹ tại các ngân hàng thì đang có giá niêm yết là 54.900.000 đồng trên một lượng. Nếu chưa tính thuế và phí thì hiện nay giá vàng trên thế giới vẫn đang thấp hơn khoảng 4,8 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng ở trong nước thị trường vàng vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi những diễn biến của thị trường bạc. Sự phục hồi của giá bạc lên cao nhất trong 8 năm qua đã chạm ngưỡng 30,3 USD trên ao trong phiên giao dịch ngày hôm qua, đánh bại mọi ủng hộ xu hướng giảm giá ngắn hạn đối với kim loại này. Đối với các thông tin kinh tế khác khi diễn biến dịch bệnh trở nên ổn định, giới đầu tư đang chú ý đến gói cứu trợ đại dịch mới có khả năng được Quốc hội Mỹ thông qua trong những tuần tới. Với thị trường vàng ở trong nước cũng không mấy sôi động trong ngày hôm nay, nhưng giới kinh doanh vàng đã bắt đầu tính gom hàng và chờ đánh sóng trong ngày lễ thần tài, tức là ngày mùng 10 Tết Nguyên Đán. Hàng năm nhu cầu mua vàng của người dân ngày này tăng cao đã đẩy giá vàng trong nước tăng à, không theo giá vàng trên thế giới. Chính vì điều này mà những ngày qua giá vàng thế giới dù có giảm nhưng giá vàng ở trong nước vẫn cao hơn giá vàng ở trên thế giới đến gần 5 triệu đồng trên một lượng. Và bài học kinh nghiệm năm 2020 là giá vàng ở trong nước giảm mạnh ngay trong trước ngày lễ thần tài khiến nhiều người đã lô vốn. Và mở cửa trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, sáng ngày 4 tháng 2 năm 2021, giá vàng ở trong nước biến động nhẹ theo xu hướng giảm giá. Cụ thể như hệ thống vàng phú quý SGC giảm 50.000 đồng trên một lượng. Đối với hệ thống mi hồng trong ngày hôm nay cũng giảm 70.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với viên chốt giá cuối giờ chiều ngày hôm qua nhấn 4 số 9 và vàng nữ trang 4 số 9 trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay đều đồng loạt giảm 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Các vàng nữ trang 10K, 14K, 18K và vàng nữ trang 24K ở tất cả các địa phương cũng đều có xuống giảm ở cả chiều mua vào và bán ra. Và đặc biệt đối với vàng nữ trang 24K giảm 149.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Nhẫn SCC 24K trong sáng ngày hôm nay cũng giảm 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên chốt giá cuối giờ chiều ngày hôm qua. Và cụ thể giá vàng ở trong nước ở tất cả các hệ thống trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay như sau. Trước hết đó là đối với nhấn 4 số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ, chiều mua vào đang có giá 54.300.000 đồng trên một lượng và bán ra là 54.800.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 4 số 9 chiều mua vào 53.900.000 đồng và bán ra là 54 triệu 600 nghìn đồng trên một lượng. Cả chiều mua và chiều bán của nhẫn 4 số 9 và vàng nữ trang 4 số 9 trong sáng ngày hôm nay đều giảm 150 nghìn đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 24K chiều mua vào 53 triệu 059 nghìn đồng và bán ra là 54 triệu 059 nghìn đồng trên một lượng và có giảm 149 nghìn đồng ở cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 18K trong sáng ngày hôm nay giảm 113.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên chốt giá chiều ngày hôm qua và hiện nay chiều mua vào đang có giá là 39.104.000 đồng và bán ra là 41.104.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 14K chiều mua vào 29.985.000 đồng và bán ra là 31.985.000 đồng trên một lượng. Chiều mua và chiều bán trong sáng ngày hôm nay thì đều giảm 87.000 đồng. Vàng nữ trang 10K chiều mua vào đang có giá niêm yết là 20.920.000 đồng và bán ra là 22.920.000 đồng trên một lượng. Cả chiều mua và chiều bán trong sáng ngày hôm nay đều giảm 63.000 đồng trên một lượng. Các hệ thống vàng khác như là Phú Quý, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu hay là đối với nhẫn SCC 24K trong sáng ngày hôm nay, nhìn chung đồng loạt có xuống giảm. Cụ thể nhẫn Phú Quý SCC trong sáng ngày hôm nay chiều mua vào đang có giá 56.400.000 đồng và bán ra là 56.800.000 đồng trên một lượng chiều bán ra giảm 50.000 đồng trên một lượng. Nhân phú quý 24K giảm 100.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán. Và phú quý 24K trong sáng ngày hôm nay đang có giá mua vào là 54.100.000 đồng và bán ra là 54.800.000 đồng trên một lượng. Hệ thống mi hồng chiều mua vào đang giữ mức giá ổn định 56.400.000 đồng và bán ra là 56.680.000 đồng trên một lượng và có giảm 70.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Bảo tín Minh Châu trong ngày hôm nay không có sự thay đổi về giá so với phiên chốt giá cuối giờ chiều ngày hôm qua và đang có mức giá niêm yết là 56 triệu 350 000 đồng ở chiều mua vào và bán ra là 56 triệu 800 000 đồng trên một lượng. Nhấn SCC 24K trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay có giá 54 triệu 350 000 đồng ở chiều mua vào và bán ra là 54 triệu 800 000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. SJC 24K trong sáng ngày hôm nay thì đều giảm 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Đối với hai địa phương là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của các hệ thống SJC, Doji và hệ thống vàng phú nhuận PNG hầu như ít có sự thay đổi. Cụ thể như SCC ở thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào đang có giá 56.350.000 đồng và bán ra là 56.850.000 đồng trên một lượng. SCC tại Hà Nội chiếu mua vào 56.350.000 đồng và bán ra là 56 triệu 870 000 đồng trên một lượng. Hệ thống Doji ở thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào đang giữ mức giá ổn định 56 triệu 350 000 đồng và bán ra là 56 triệu 750 000 đồng trên một lượng. Đối với chiều bán ra có giảm 100 000 đồng so với phiên chốt giá cuối giờ chiều ngày hôm qua. Hệ thống Doji tại Hà Nội chiếu mua vào 56 triệu 300 000 đồng và bán ra là 56 triệu 800 000 đồng trên một lượng. Đối với chiều mua vào giảm 50.000 đồng trên một lượng còn đối với chiều bán ra thì vẫn đang giữ mức giá ổn định. Còn đối với hệ thống vàng phú nhuận PNG ở hai địa phương đó là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì đang có mức giá niêm yết như nhau. Cụ thể như chiều mua vào đang có giá 56 triệu 350 000 đồng và bán ra là 56 triệu 850 000 đồng trên một lượng. Và trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay giá vàng tại các ngân hàng cũng có xu hướng giảm đặc biệt là đối hệ thống Maritime Bank giảm rất sâu, giảm 350.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra và giảm đến 400.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào. Các hệ thống khác giảm nhẹ dao động 50.000 đồng trên một lượng. Cụ thể, như hệ thống Sbank chiều mua vào đang giữ mức giá 56.400.000 đồng và bán ra là 56.700.000 đồng trên một lượng. Tại ngân hàng ACB, chiều mua vào 56.300.000 đồng và bán ra là 56.650.000 đồng trên một lượng, và có giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Hệ thống ngân hàng SCB chiều mua vào 56.300.000 đồng và bán ra đang có mức giá là 56.700.000 đồng trên một lượng. Tại hệ thống ngân hàng Maritime Bank chiều mua vào 55.800.000 đồng và giảm 400.000 đồng trong sáng ngày hôm nay và chiều bán ra đang niêm yết mức giá 57 triệu đồng trên một lượng và giảm 350.000 đồng trên một lượng còn đối với hệ thống ngân hàng TP Bank Gold, chiều mua vào có giảm 5.000 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, và hiện nay chiều mua vào đang có giá 56.300.000 đồng và bán ra là 56.800.000 đồng trên một lượng. và cũng trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay tỷ giá đồng đô la Mỹ ở thị trường tự do có tăng nhẹ 10 đồng trên 1 đô la, và hiện nay chiều mua vào đang có giá 23.530 đồng trên 1 đô la và bán ra là 23.580 đồng. Ngoài đồng đô la Mỹ thì một số ngoại tệ mạnh khác như là đô la Úc, yên Nhật, bảng Anh, đồng Thụy Sĩ, nhân dân tệ trong sáng ngày hôm nay cũng đều có sự thay đổi và các bạn có thể theo dõi bảng sau về tỷ giá ngoại tệ trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong phiên cập nhật giá vàng sáng ngày hôm nay, sáng ngày thứ năm, ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong phiên cập nhật giá vàng tiếp theo của chúng tôi.